Trước đấy thì răng của em thì gặp phải cái tình trạng thực ra thì cũng không không quá là nặng, nó chỉ khấp khểnh hai răng nanh với cả có hai răng số 3 là hơi bị ngược khớp cắn một chút. Em có bị mất răng số 6 ấy, răng hàm, thì bác sĩ cũng có tư vấn cho em là sẽ phải kéo khoảng để tránh để gặp phải cái tình trạng phát sinh chi phí do trồng răng quá nhiều ấy. Dạ, em thì cũng bình thường là cũng chỉ vệ sinh răng miệng bình thường thôi, còn nếu mà gặp phải tình trạng mà sâu ấy thì cũng chỉ hàn thôi, chứ chưa từng nghĩ đến vấn đề là răng của mình đang phải khấp khểnh như vậy thì đều nó sẽ đẹp hơn, và cũng chưa từng suy nghĩ là sẽ niềng. Cho đến khi lên đại học rồi và tiếp xúc nhiều hơn thì sau đấy em mới quyết định với cả tìm hiểu về vấn đề niềng răng. Nếu mà bình thường nhé, như ăn uống ngồi bạn bè bình thường ấy, thì là mình rất là tự nhiên, ăn uống rất là bình thường. Nhưng mà từ ngày mình niềng răng ấy thì sẽ rất phải để ý là mình ăn đồ ăn, ví dụ như thức ăn có màu như là rau xanh chẳng hạn, có phải mắc vào mắt cài của mình không, và cứ phải rút điện thoại ra để soi xem là nó có ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ tại cái thời điểm đấy không. Thì theo dõi ở trên kênh YouTube của nha khoa mình nhé, với cả cũng ở trên Facebook nữa, cũng có rất là nhiều cái trường hợp của các bạn. Sau đấy là ở trên hội nhóm những người niềng răng, các bạn cũng chia sẻ rất là nhiều cái tình trạng trước niềng và sau niềng và cảm nhận của các bạn ấy, thì em thấy là rất là bổ ích. Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Mai của nha khoa Thùy Anh. Hôm nay thì tôi rất vui sẽ được khám mắc cài cho bạn Chi. Bạn ấy rất là xinh xắn, dễ thương và thân thiện. Bạn ấy sẽ được khám mắc cài và chuẩn bị có một dự định rất là lớn trong tương lai là bạn ấy sẽ đi học ở nước ngoài. Và hy vọng là nụ cười mới ngày hôm nay thì sẽ giúp cho bạn ấy có một hành trình thật là tuyệt vời nhé. Hello. Tất cả mọi thứ hôm nay là dành cho em. Mời em lên ghế nào. Xin mời, xin mời. Trong quá trình mình niềng răng ấy, hôm nay là cũng được khoảng chắc phải hơn 2 năm rồi nhỉ? Vâng, hơn 2 năm. Trong quá trình hơn 2 năm mình cũng có cắm vít này, cũng có cắm implant nữa này, đúng không? Có nhổ răng không nhỉ? Có nhổ răng khôn và nhổ răng khôn, đúng không? Thì trong tất cả những quá trình đấy mình có cảm thấy khó khăn vất vả nhất với đoạn nào không? Thực ra thì khó khăn vất vả thì nhất là em nghĩ là vào cái buổi đầu tiên mà cắm vít là em nhớ là buổi đấy là phải cắm hai cái vít liên tục luôn, thì hôm đấy là hôm nhớ nhất tại vì là cái buổi tái khám đấy cũng là buổi mà phải chịu nhiều đau đớn chịu nhiều đau đớn đúng không? Nói chung là cắm vít là ai cũng thấy đáng sợ rồi đúng không? Vâng. Thế thì còn ví dụ những lúc mà nhổ răng khôn hoặc là cắm implant thì sao? Nhổ răng khôn thì thực ra thì trước khi nhổ thì cũng có tiêm tê, thì sau nhổ xong thì em cũng được các chị cho uống giảm đau nên là mình cũng không cảm nhận đau đớn quá, không cảm nhận đau đớn quá đúng không? Và gần như là không có gì cả, chỉ là mình hạn chế ăn đồ quá nóng để nó không bị chảy máu lại thôi. Ok, thế nói chung là cũng lướt qua một cách nhẹ nhàng thôi đúng không? Trong quá trình mình niềng răng như thế này mình cũng trải qua rất là nhiều thứ rồi, thì mình có cảm thấy lúc nào là mình bất lực, mình muốn không muốn làm nữa, mình kiểu thôi chào chị em đi đây luôn không? Thế là điểm khó khăn nhất với em là cái thời điểm mà cắm hai cái vít xong. Cắm hai cái vít thôi đúng không? Tự hỏi là không biết là mình quyết định có đúng đắn không? Mình quyết định như này là mình có đúng đắn không? Rồi sau này mình có phải chịu nhiều đau đớn như thế này nữa không? Đúng không? Nhưng mà sau hai cái vít đấy thì mình cảm thấy là cũng ok thôi đúng không? Đúng rồi, sau khi mà cắm hai cái vít đấy xong và đến cắm cái vít ở dưới cằm này thì thấy cũng bình thường. Ok. Thế thì bây giờ mình sẽ nhìn lại một chút cái răng của mình đã di chuyển được như thế nào rồi so với cái mẫu hàm này. Sau đó thì mình sẽ khám mắc cài thôi. Vâng. Ok. Ôi, cái khoảng thời gian đấy là gần như là cái khoảng thời gian đấy là em cảm thấy là ôi, không biết là cái quyết định như này của mình có đúng không, với cả chịu đau như vậy có đáng không đấy, em đã tự đặt ra câu hỏi cho mình như thế. Nhưng mà sau đấy thì lướt web này, lướt Facebook bình thường thì thấy được những cái video của các bạn đã hoàn thành cái quá trình chỉnh nha rồi, thì em lại thấy bản thân mình tích cực hơn. Nếu như mà đối với kỷ niệm thì chắc là dụng mắc cài chắc là sẽ là kỷ niệm nhớ.
Đối với những người mà nhìn răng ấy, thì thường sẽ rất là dụng mắc cài, tại vì là ngay cả bản thân em cảm nhận thôi là em sẽ sợ là cái việc mà dụng mắc cài đấy sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình chỉnh nha của mình. Thì làm sao là để đến ngày chỉnh nha, đến ngày lịch chỉnh nha ấy, thì mình đến cái cơ sở khám của mình để mình gắn mắc cài vào nhanh nhất để nó không bị ảnh hưởng đến quá trình chỉnh nha. Đó, răng của bạn ấy hiện tại này, thời điểm trước khi mà bạn ấy đeo mắc cài thì chúng ta đã có những cái mẫu hàm như thế này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này. Đó. Nhớ răng của Chi ngày xưa không? Có hai cái răng lanh khảnh khảnh lên đúng không? Vâng. Đó. Và răng cửa thì bị vỡ này là do sâu. Đấy. Vâng. Thì trong quá trình chị niềng răng cho Chi là chị cũng hàn nó vào rồi đúng không? Vâng. Tất nhiên là mối hàn của chị thì nó không được perfect. Đó. Vâng. Lúc sau thì mình sẽ xử lý lại bằng răng sứ nhá. Vâng. Ừ. Ok. Đó, thì răng ban đầu của Chi này hàm trên là khớp khảnh cũng khá là nhiều. Yeah. Và mất một vài răng đúng không? Vâng. Mất rất là nhiều. Mất rất là nhiều. Đó, bây giờ mình sẽ nhìn ở trong miệng nha, cười một cái chị xem. Đấy, bây giờ nụ cười rất là xinh rồi, đều đặn, không còn cái răng khảnh nữa rồi đúng không? Dạ. Đó, bên này này, tất cả những vùng mất răng là chị đã đóng hết hoàn toàn rồi. Dạ. Hà to chị xem. Đây, đóng hết hoàn toàn rồi, chỉ có cái vùng mà mất nhiều răng này là mình phải cắm implant thôi. Dạ. Đúng không? Đó. Bây giờ mình đã thấy hài lòng chưa? Dạ. Có ạ. Thế thì bây giờ mình sẽ tháo mắc cài nhá. Vâng. Ok chưa? Hồi hộp không? Có. Hồi hộp đúng không? Nào, chuẩn bị nha. Mình sẽ cắt trước những cái này ra này. Đấy thì em cũng có tìm hiểu rất là nhiều về nha khoa. Em có tra ở tìm kiếm ở trên Google này và chia sẻ của những bạn mà đã niềng răng trước đấy. Thì em biết đến Thùy Anh. Thì sau đó thì em thấy kết quả của những bạn niềng răng trước đấy tại nha khoa của mình rất là tốt. Và các bạn ấy cũng nêu ra cái cảm nhận của mình. Thì sau đó em đã tin tưởng và lựa chọn nha khoa của mình. Thì cảm nhận ban đầu là cái phòng khám to hơn tưởng tượng của em rất là nhiều. Thậm chí là to gấp 2, gấp 3 lần so với các phòng khám khác tại Thái Nguyên của mình. Tất cả mọi người từ lễ tân đến bác sĩ trực tiếp chỉnh nha cho em, hoặc là đến những anh chị tiếp xúc bình thường thôi, tất cả mọi người đều rất là niềm nở. Với cả có vấn đề gì phát sinh thì cũng sẵn sàng giúp đỡ rất là tốt và rất là nhiệt tình. Bây giờ mình đã được tháo mắc cài rồi này, các bạn ấy cũng vệ sinh rồi. Vâng. Và bây giờ đang làm bí mật, chưa được bật mí nha, nên là phải đeo khẩu trang. Vâng. Mình sẽ nhìn lại một chút cái chặng đường mà mình đã đi qua đúng không? À. Đầu tiên này, mình sẽ nhìn hàm dưới này. Thì hàm dưới của mình chỉ chen chúc khớp khảnh một chút thôi, không nhiều. Nhưng mà mình lại mất khá là nhiều răng đúng không? Vâng. Vùng cung hàm bên này là mình bị mất một cái chiếc răng hàm lớn ở bên này. Thì chị đã đóng khoảng hoàn toàn cho mình rồi nhá. Còn bên này là mình đang có hai cây implant chờ đợi được lắp thân răng lên phía trên đúng không? Vâng. Tiếp theo là hàm trên này, chen chúc khá là nhiều vùng răng cửa. Đấy, bây giờ đã được sắp đều hoàn toàn rồi. Rồi là có một vùng răng 6 bị mất thì mình cũng đã đóng khoảng hoàn toàn rồi, lấy răng 8 thay cho răng 6 mất của em rồi. Ok. Và mình đã có một cái khớp cắn khá là xinh xẻo như thế này. Đấy. Quan trọng nhất là nụ cười của em đã rất thay đổi. Rồi, bây giờ Chi tháo khẩu trang nào. Đó, đây là nụ cười của mình khi mà tháo mắc cài hoàn toàn rồi. Dạ. Cảm thấy sao? Em thấy thoải mái hơn, với cả thấy thiếu thấy trống trải đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nụ cười như này em có cảm thấy mình khác lắm không? Mình khác ngày xưa không? Có chứ, thay đổi nhiều chị ạ. Với cả sẽ tự tin hơn tại vì răng của em đều hơn rất là nhiều. Rất là lạ đúng không? Vâng. Cảm thấy nụ cười rất là lạ đúng không? Chưa quen đúng không? Sau này ấy, cái cơ môi má rồi cơ mặt của mình ấy nó sẽ thích nghi dần, và khoảng 1 tháng 2 tháng sau khi mình tháo xong hoàn toàn như này này là sẽ tự tin hơn, tươi hơn, và cái cơ ở xung quanh khuôn mặt của mình, khuôn miệng của mình nó sẽ thoải mái và tự tin hơn rất là nhiều. Đó, sẽ xinh hơn. Cười một cái. Thực ra thì tối hôm qua thôi, trước khi đến ngày, sau khi mà nghe điện thoại của lễ tân hẹn lịch thôi thì em biết lịch của mình sẽ đến vào sáng sớm hơn so với bình thường lịch tái khám của em. Cũng rất là hồi hộp, tối hôm qua cũng kiểu khó ngủ và tò mò không biết là khi nào mà mình tháo niềng ra ấy, thì tình trạng răng của mình sẽ như thế nào, với cả cái cảm nhận của mình lúc đấy sẽ ra sao. Em cũng rất là tò mò. Lúc đấy thì em cũng tưởng tượng, với cả cũng hy vọng là mình sẽ đẹp hơn, với cả là
Thứ em suy nghĩ, em theo em nghĩ thì chắc chắn đấy là cái điều mà em cảm nhận được chắc chắn đấy là khi mà em cười em sẽ tự tin hơn. Với cả hôm qua em vô tình lướt Facebook ấy thì lướt qua cái trang mà nhật ký của những người niềng răng ấy thì cũng có thấy một cái bức ảnh vui thôi, đấy là cái tình trạng răng của những tức là nụ cười của những bạn mà sau khi tháo niềng thì em tự lúc đấy em cũng tự nghĩ là tới này ngày mai khi mà mình tháo niềng rồi thì cái mình chắc là cũng ở trong cái tình trạng như vậy, chúng là cũng cười tê tét để lộ ra là mình vẫn có một cái hàm răng rất là đẹp và tự tin.